chưa con? Nè, nhiều cái cây này đi. Cái này đi vòng qua đây là đi là hết chỗ đi rồi. Ủa, cái cây cái mùi này thơm ghê không ba? Eden, 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 đâu vậy Eden? Eden. Looks like Tesla, huh? Who's Tesla? You don't remember Tesla? Tina, let's go this way. Lẽ này nó phải là trồng những cái cây ăn trái để cho mình hưởng thụ. Đây Tina. Rosemary. Đừng có chạy nhanh nó té đó. Ở bên kia cũng có cái cầu nữa kìa. Đi qua cái cầu bên kia đi hả? Đâu? Đưa ba cầm cho. Ba đã nói nặng rồi. Sao nãy có không bỏ cái đấy vô trong đi để cho ba cầm cho. Bỏ cái bình nước vô trong ba cầm. Nó bỏ vô đây ba cầm cho khô. Ok. Cái nhà ha, cái bựng của nó, nãy tưởng nó kia, chứ mà bựng coi coi, cái dòng của bựng đi. Từ từ thôi. Đây thì có nhiều solar quá. Đây bên này đi. Cái này nếu mà có cái chỗ cho mình barbecue cũng được chứ. Đây là lò sưởi à. Đây họ làm mấy cái bàn cũng rất là đơn giản thôi. Cái này mấy cái gỗ 4x6 rất là cứng. Ở bên bển hình như có đợt tập exercise đó, có mấy cái slide đó nè. Qua bển thử coi. À đây có nước nè. Từ từ chừng té nha. Ủa xong nó uống nước hết hả? Ngồi đi, rồi tới chỗ nào nó nắng rồi ngồi đúng. Có cái playground kìa. Wow, it's so cute. Be careful. Chừng té nha, từ từ thôi. Từ từ mà chơi. Thực tế đó Lina. Ngồi đây uống nước chơi đi. Nó lạnh lạnh nhưng mà không sao. Đây đây như quan bố ba. Đây đây như quan bố ba. Ông này xạo ghê luôn á, đâu có dính gì đâu, stuck gì đâu mà nói hốc mi hốc mi tùm lum hết đây. Bố ba ấy đó. Ồ, wow, mấy đứa leo cao nha, chừng té đó. Ba tham, wow nó đông luôn rồi. Mùa nắng mới mát, mùa đang mùa lạnh.